Buông đi em. Xuân của đất trời nay đã đến. Xuân của lòng người có đến chưa? Tết của đất trời mai đã đến. Mình 29. Tết của lòng mình chuẩn bị đến chưa? Đã 29 chưa? 30 chưa phải là Tết. Nhưng mà nó đã xém Tết rồi đó. Nếu mình chưa chạm được cái 30 thì bao giờ mới đón Tết đây? Người quá đau khổ bất an, không Tết không xuân. Người bận bịu có Tết nhưng không xuân. Người an lòng có Tết có xuân. Người giác ngộ Tết không cần ngày và xuân không cần mùa. Không cần giác ngộ thì chí ít cũng đừng có để xuân đến rồi trước ngõ mà lòng mình vẫn chưa bỏ những ngày qua. Tết đã đến rồi, ở trong nhà ở mâm ngũ quả mà lòng mình vẫn còn những bộn bề bất an. Không ai cho mình Tết, không ai cho mình xuân. Hãy thương mình một chút, buông bỏ những gì cần buông. Để mình tử tế với mình là điều khó nhất. Và cuối ngày lại thì mình là người thương mình nhất. Nên hãy để Tết này có một chút xuân. Mai chuẩn bị hoa, chuẩn bị nụ để đón Tết. Mình chuẩn bị gì để đón xuân? Hãy buông bỏ đi những gì làm cho mình đau khổ trước đến nay. Tự nhiên xuân, tự nhiên Tết sẽ biểu hiện trong lòng của mình và của người nha. A Di Đà Phật.